À, kính thưa quý vị và các bạn đọc gần xa thân mến, thì sau khi một thời gian dài thì nhiều người có cái nhu cầu là muốn thực hiện một cái giáo trình Photoshop CS 6 để quý vị nghiên cứu. Thì đây cũng là cái cơ duyên cho nên tôi sẽ làm lại. Thì cái bản mà đầu tiên là CS 2 là tôi có làm hướng dẫn từ đầu đến cuối rất là cơ bản, từ các công cụ cho đến nâng cao. Thì qua cái phiên bản CS 3, CS 4, CS 5 là chỉ là những phần nâng cao lên mà không có nói là cơ bản. Nhưng theo yêu cầu của nhiều bạn đọc thì tôi sẽ làm lại cái bản này, hướng dẫn từ đầu tới cuối, từ những người chưa biết gì Photoshop cho đến khi thành thạo qua phiên bản Photoshop CS 6. Thì bài thứ nhất là tôi hướng dẫn cách sử dụng các công cụ trên Photoshop CS 6. Thì trước tiên xin giới thiệu với quý vị, đây là giao diện Photoshop CS 6. Bên đây là bản công cụ của nó. Bên đây là những cái bản về các cái cửa sổ palette, hay đúng hơn là những cửa sổ trôi nổi mà chứa những cái phần quan trọng mà sau này khi chúng ta thực hiện chúng ta sẽ đụng đến nó, như là layer hay là channel vân vân. Trên đây là những cái thanh property tùy theo công cụ mà nó sẽ thay đổi property khác nhau. Và trên đây là trình đơn, là chứa tất cả những cái lệnh cần thiết để chúng ta tác động lên trên cái file ảnh. Thì những chỗ nào mà khi chúng ta đưa lên mà nó mờ đi thì chỗ này nó không tác dụng được trong thời điểm này, nhưng mà khi có điều kiện đủ nó sẽ tác dụng. Thì chúng ta thấy đây là những cái trình đơn. Và các bạn đừng bao giờ có một cái kỳ vọng là chúng ta sẽ nắm hết tất cả những này từng chút một. Tại vì Photoshop CS 6 hay nói chung và Photoshop nói riêng là hầu như cái công cụ Photoshop này nó đáp ứng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu như các bạn làm nghề ảnh thì các bạn sẽ biết một số các lệnh liên quan tới ảnh. Nhưng nếu là ảnh hưởng 3D thì sẽ có những lệnh liên quan đến 3D. Và trong quá trình làm việc có thể có những lệnh mà bạn không bao giờ đụng tới. Điều đó cũng đương nhiên bởi vì chúng ta không nằm trong lĩnh vực của chúng ta thì chúng ta không đụng đến nó. Thì đầu tiên tôi hướng dẫn quý vị là cách để chúng ta mở một cái file ảnh lên Photoshop để mà xử lý nó. Thì file ảnh chúng ta làm việc Photoshop có thể nó có những cái file các chuẩn khác nhau như là JPEG, BD, RAW hay là những cái chuẩn như TIFF, RIP. Nói chung là nó sẽ mở được đa số nhiều loại file ảnh khác nhau. À, cái đối tượng làm việc nó là những cái thể loại ảnh, đặc biệt là bitmap và vector. Thì đầu tiên để mở file ảnh làm việc chúng ta có nhiều cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhờ chọn lệnh là file open. Cách này là hầu như là các phiên bản trước đều dùng như vậy cả. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở một cái file ảnh nào đó trên máy tính chúng ta. Ví dụ như ta chọn lên trên đây, trong thư mục là Photoshop toàn tập nào, quý vị thấy có email nè, phần tool nè, bài thứ nhất, quý vị chọn thử file này. Đó. Như vậy là chúng ta đã mở được file ảnh. Để làm việc nó, khi mở file ảnh thì chúng ta thấy là nó sẽ nằm ở đây như thế này. Trên đây cái tên file ảnh nó báo chúng ta biết là cái file này là JPEG nè. Nếu như bạn mở thêm một file nữa thì nó sẽ ra như thế này, nó sẽ chồng lên nhau nhưng mà nó không giống ngày xưa, nó sẽ nằm trên hai cái tab khác nhau như thế này. Bây giờ muốn chở cho nó thấy nó giống như các phiên bản cũ á thì chúng ta sẽ nắm, ta kéo lên như vậy, kéo lên như vậy nè, thì nó giống như cái bài cũ. Và khi mà chúng ta cho nó lớn lên á thì chúng ta chỉ cần nắm ta để ở đây thôi, như vậy nè, như vậy. Còn nếu bạn không làm gì bạn để phóng lớn như nè, nó sẽ mất hết các công cụ. Nó sẽ hiểu là chỉ có cái hình phóng lớn là công cụ biến mất hết. Để phục hồi lại ta nhấn chỗ này nè, restore lại. Ta sẽ để vô đây nè. Nhưng nếu mà chúng ta mở nhiều file ảnh quá, ví dụ như thế này. Bạn muốn một lần nó đè nhau thành từng sắp 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 ảnh đó. Thì bạn cần vô lệnh Windows nè. Vô trong phần là ha, trong này workspace nè ha. Đó. Là ta vô trong những cái phần sau đây nè, arrange là sắp xếp này nha, ta cho nó plot on in Windows. Nó lót on Windows. Để nếu để về ba file nó sắp liền nhau nè. Còn nếu như ta để như vậy thì nó sẽ lót lên trên như cái cũ này, hồi xưa nè. Nó đè nhau như thế này. Đó là cách chúng ta làm việc với một số file ảnh mở lên. Mở kiểu thứ nhất, mở kiểu thứ hai đó. Chúng ta mở ảnh kiểu thứ hai bằng cách là chúng ta có thể chọn một thư mục nào đó, ta lấy hình. Chúng ta nắm ta thả vô. Ta nắm ta đưa vô này, vậy nắm như vậy. Đây cũng là cách mở ảnh thứ hai. Nếu ta không mở ảnh kiểu này, chúng ta có kiểu mở ảnh thứ ba, đặc biệt với CS 5, CS 6 nó sẽ có kiểu mở ảnh thứ ba, đó là vô phần là Browse in là mini bridge, nghĩa là mở qua cái cầu phải không? Hoặc là Browse in bridge, nghĩa là mở qua cái cầu này, cầu thu nhỏ này, cầu lớn nè, mở vậy thì nó sẽ mở một chương trình Adobe bridge lên cho chúng ta kéo hình qua đó, nó sẽ mở chương trình này lên nè. Chúng ta sẽ chọn file ảnh nằm chỗ nào từ một ảnh đó, ví dụ như mở cái file này, ví dụ vậy, ta sẽ nhấn đúp lên,
Đây là Fire nè. Fire thì nó khác với FireGPS ở chỗ là khi ta mở lên đó, nó sẽ hiện một cái chương trình camera lên để chúng ta chỉnh sửa mới vô được. Đó là Fire. Những Open kiểu ảnh này thì nó hơi đặc biệt hơn chút. Đó là chúng ta có 3 cách mở ảnh trên Photoshop để làm việc. Đó là bài thứ nhất là cách để chúng ta mở một file ảnh lên Photoshop để chúng ta làm việc với nó.